Buổi sáng đi tập thể dục ở dưới sân trường thì gặp ông ấy cũng đi tập thể dục. Yeah. Bố đẹp trai mà, bố rất đẹp trai. Thế còn hỏi bác lúc đó, bác gái đẹp gái không? Thì có lẽ là gặp nhiều người nhưng mà thấy bạn này ưng hơn rất cả. Cái hôm đó là vào buổi tối thì có báo động là máy bay địch là cách bao nhiêu cái số đó là phải cắt hết đèn đóm. Để tôi bế Hồng Vân tôi chạy tôi trượt chân làm lăn từ trên gác trên mà xuống tầng 1 cứ lộn như này. Xong tôi chạy thấy nó khóc gì cả, mà không thấy bụng đậy. Tôi nghĩ chắc tiêu rồi. Lúc này ông này không nhà, tôi mới gọi bác thủy ơi, chắc là nó bị xa rồi, chả thấy nó cựa quậy gì cả. Bác mới lấy một cái thúng bác tre mà xong bác mới cho cái đèn pin dọi, thế vẫn ngủ ngon lành đấy. Ôi lúc ấy là coi như mừng đến cái mức rồi hết nói luôn là con mình không sao, không sức không chảy không gì cả. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị bố mẹ của chị Hồng Vân. Dạ, xin chào hai bác. Chào bố mẹ. Xin chào. Phải nói là dẫn chương trình Vợ Chồng Son đến nay là đã trên 3 năm rồi. Nhưng mà chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà Quốc Thuận hơi bị khớp. Nói chung là cũng hơi run run. Và tôi nghĩ rằng là cái người ngồi kế bên tôi chắc run phải không chị? Phải run chứ. Tại vì là đồng hành với bố mẹ từ hồi lúc nhỏ xíu. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái sự gọi là ngồi đối diện để mà gọi là hỏi đáp như thế này. Yeah. Thành ra là... Anh cứ để em hết đi. Đúng rồi. Chứ giờ mình đi phỏng vấn ba mẹ mình cũng khó, đúng không? Xin mời quý vị dành tay để mà khích lệ tinh thần cho hai bác. Bây giờ xin... kính mời hai bác giới thiệu chút về mình. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Đặng Thị Hồng Phương. Tôi sinh năm 1940. Là tôi lấy chồng cho đến năm nay ấy, là đã được 52 năm. Có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Tới bác trai. Tôi tên là Ngô Kế Sương, sinh năm 1938. Chúng tôi gặp nhau và đã thành cặp vợ chồng từ năm 1965. Dạ, kính thưa hai bác có thể kể cho con cũng như là quý vị khán giả câu chuyện tình của hai bác khi mà hai bác bắt đầu gặp nhau và có một cái mối tình cho đến bây giờ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là năm 1960. Tôi vào năm thứ nhất đại học ở Moscow. Thì lúc đấy là ông Sương, tức là chồng tôi đấy, là đã sinh viên năm thứ ba. Chúng tôi gặp nhau rất là tình cờ. Một buổi sáng đi tập thể dục ở dưới sân trường thì gặp ông ấy cũng đi tập thể dục. Yeah. Bố đẹp trai không mẹ? Bố rất đẹp trai. Thế con hỏi bác lúc đó, bác gái đẹp gái không? Thì có lẽ là gặp nhiều người nhưng mà thấy bạn này ưng hơn rất cả. Nhưng mà bố gặp bố có bị tiếng sét ái tình không? Bố gặp phát bố có ngất ngay luôn á. Khi đó ở ngoài vườn nó có nhiều bông hoa hồng, dám ngắt một bông tặng bái. Wow. Khi mà ông ấy tặng bông hoa thì cũng thấy trong lòng nó xao xuyến, nghĩ là người này chắc là có cảm tình với mình cho nên mới tặng hoa. Thì lúc ấy là trông ông hiền, ông dễ thương, tôi cũng cảm thấy rằng tôi có cảm tình ngay cái phút đầu. Thế là mẹ cũng nhìn bố là mẹ cũng bị tiếng sét luôn. Gọi là sét, thật là sét thì không, nhưng mà là có sét. Vậy con muốn hỏi luôn là từ cái lúc mà bác tặng hoa cho bác gái thì đến bao lâu thì hai bác mới chính thức hẹn hò và yêu nhau? Bây giờ lâu quá thì không nhớ được. Thế nhưng mà vẫn có thể mường tượng được rằng cả cái mùa đông đó tuyết nhiều nhưng mà hai người vẫn hẹn nhau đi chơi buổi tối. Bây giờ hỏi bố đi, bố nhớ cái kỷ niệm nào mà đẹp nhất lúc bố mẹ yêu nhau đi. Cuối năm 60 đó, thì ở trường hay tổ chức cái đêm hội. Ở trường nó có cái sảnh rất là lớn, sinh viên đều là đến đấy dự, trong đó thì nhảy. Đấy, thì lần đầu tiên lúc đó là mình mời bài nhảy đầm, gọi là nhảy đầm. Thế thì bài rất khoái tớ là nhảy van đấy mà. Yeah. Mình ôm mình nhảy rất là điệu nghệ, đấy là cái kỷ niệm đầu tiên. Ủa nhưng mà con muốn hỏi là hai bác khi mà yêu nhau rồi là ở bên Nga suốt hay là có người về nước rồi có người ở lại không? Thì bố về trước hay sao? Năm 62 thì bố đã về rồi. Trong cái thời gian đó là thư đi từ lại rất kinh khủng. Cần những ngày nào phải viết. Thế cuối cùng là lấy nhau rồi. Hai ông bà rất là tin tưởng nhau. Ừ. Vậy thì bao lâu thì hai bác mới cưới nhau? Năm 65. Tôi sinh năm 1966. Thì nghe là một năm sau. Bố mẹ tôi lấy nhau năm 1965. 65, 66 là có bầu. 66 đẻ ra tôi. À. Tức là cưới nhau 25 tháng 6. Thì Hồng Vân đẻ 26 tháng 5. Vậy thì sau khi cưới nhau về thì có khó khăn gì với hai bác không ạ? Khó khăn chồng chất lên khó khăn. Nhưng mà tôi muốn kể đến một cái này. Cái hôm đó là vào buổi tối thì có báo động là máy bay địch là cách bao nhiêu cây số đó là phải tắt hết đèn đóm. Để tôi bế Hồng Vân tôi chạy tôi trượt chân là lăn từ trên gác trên mà xuống tầng 1 cứ lộn như thế này. Xong tôi chả thấy nó khóc gì cả, mà không thấy bụng đậy. Tôi nghĩ chắc nó tiêu rồi. Lúc này ông này không nhà, tôi mới gọi bác Thủy ơi,
chắc là nó bị sao rồi, chả thấy nó cựa quậy gì cả. Bác mới lấy một cái thúng bác che, mà xong bác mới cho cái đèn pin dọi, thế vẫn ngủ ngon lành ngay của họ. Ôi lúc ấy là coi như mừng đến cái mức rồi hết nói luôn là con mình không làm sao, không xước, không chảy, không gì cả. Cô ấy ngủ ngon luôn. Ngủ ngon luôn. Chuyện mừng hai Tết kể mấy chuyện này buồn lắm, nói chuyện này vui vui đi. Thôi bây giờ mình trở lại cái chuẩn của chương trình Vợ Chồng Son đi. Mặc dù là hai bác là tiền bối của con, nhưng mà là khi đã tham gia chương trình này thì cũng phải tuân theo những cái luật của chương trình Vợ Chồng Son. Đó là đến cái giờ phút mà nói xấu nhau. Đây là cái phần mà khán giả rất thích đó bác. Coi như hết chiến tranh, hết rồi. Bắt đầu các cụ mà thực sự là về nội chiến, nội chiến á. Chắc có lẽ khi mà các cụ về cho chàng có tay đi đó. Chắc còn hỏi bác trai trước nha. Sau khi cưới bác gái về thì có cái gì nó khiến cho bác vỡ mộng về bác gái không? Bố nói những cái tính của mẹ, ví dụ như con biết luôn nè, ví dụ như mẹ hay dỗi này. Dỗi thì nhiều kiểu dỗi lắm. Bố chỉ cần gạch đầu hàng thôi. Đấy, thí dụ như là mình đi uống rượu thì chưa uống nhưng là đã bị bài nói kêu là uống ít thôi nhá, mất hứng. Mình rồi. Mất hứng thì mình khó chịu lắm. Đấy, thế hoặc là ông này ông ấy vô tư vô lự, đặt mình nằm ngủ luôn, ông ấy chẳng có nghĩ chuyện gì khác trên đời mà. Thì tôi phải nói là ăn được ngủ được là tiên rồi. Thành ra mình là vô tư cho tất cả những chuyện, mà có những xích mích gì nhỏ hay là có những gì vận động thì mình phải nghĩ chuyện đó là chuyện nhỏ, phải bỏ qua. Cho nên Phật giáo nói là phải biết buông thả, chứ còn nếu chấp nhận những chuyện đó thì cãi nhau suốt đời. Không phải là khen nhau, nhưng mà phải nói thật là trong suốt 52 năm ở với nhau thì trong cái lúc thời trẻ là ông này ông phải nói là một người đàn ông tuyệt vời, rất chiều vợ, không bao giờ làm cho tôi tức giận được đâu. Ông này được cái như thế đâu, nhịn hết. Chỉ khi về già rồi thì bây giờ cho đến giờ phút này là cái chiều hướng ấy nó ngược lại. Ông nói là tôi phải im nè. Bởi vì cái người đàn ông ấy khi về già ấy là tính tình thay đổi nhiều hơn là phụ nữ. Bây giờ là ông ấy bắt đầu ông ấy nói nhiều, mình không được nói nữa, nói ít để cho ông ấy khỏi phải giận hờn. Nhưng cái hồi trẻ thì ngược lại là tôi giận rất là dai. Ông mà làm cái điều gì tôi phận ý là tôi giận rất dai. Tôi không bao giờ tôi nói trước, không bao giờ xin lỗi, mà ông phải xin lỗi, đến làm lành trước. Đấy là cái tính rất là tốt của ông này. Còn những cái tính xấu của đàn ông thì thường là bừa này, bẩn này, không đúng giờ này. Thì cái đấy là tôi luôn luôn là khó chịu. Bởi vì tôi là một người rất gọn gàng, sạch sẽ. Thế nhưng mà ông xã tôi thì ông ấy mỗi lần ông vào là tôi vào là tôi phải dọn dẹp thôi. Bởi vì nhưng mà những cái là những cái nhỏ thôi, những trong cuộc đời là không có những cái mâu thuẫn lớn. Vậy thì bây giờ con muốn hỏi là hai bác từng tuổi này thì hai bác vẫn còn giữ được cái sự lãng mạn, vẫn còn giữ được những cái tình cảm nồng nàn. Em hỏi thẳng luôn đó, thì các cụ còn ngủ chung giường không? Cứ hỏi vòng vòng. Người lớn tuổi rồi thì cứ hỏi thẳng. Vậy thì mình phải hỏi từ từ. Ông Vin này thiệt. Đó. Bây giờ hai bác còn ngủ chung giường không? Cho đến bây giờ vẫn ngủ chung giường. Bởi vì tôi hay bị bóng đè, mà ông này là rất nhạy. Có nghĩa là ông ngủ say đến đâu, nhưng mà tôi chỉ cần ú ớ ngay lòng tỉnh ngay. Ông tỉnh là ông đến ông lay. Cho nên luôn luôn phải ngủ chung một giường. Bây giờ là chương trình mong muốn là bố mẹ chia sẻ với tất cả các bạn trẻ, nhất là những cặp vợ chồng son, để các bạn làm sao mà các bạn có thể giữ được cái tình yêu lâu bền, sống với nhau đến răng long đầu bạc như là bố mẹ đây. Đó, thì bố mẹ cho chương trình và cho các bạn xem đài một lời khuyên. Ở đây thì tôi chỉ muốn nói đến như thế này. Cái thời chúng tôi lấy nhau không xem ngày, không xem tuổi, không xem số má gì hết, nhưng mà vẫn tồn tại được đến bây giờ. Đương nhiên nó phải có một cái bí quyết gì đấy. Cái bí quyết đây thì rất là dễ dàng. Thứ nhất là hai cái cá thể thì vẫn phải là hai cá thể riêng biệt, nhưng mà khi đã hòa lại với nhau là một, thì thứ nhất là phải tin nhau, thứ hai là tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà mất cái niềm tin vào nhau, mà mất cái tôn trọng, mà mình cứ luôn luôn mình coi thường ông chồng mình, thì cũng không bao giờ tồn tại được lâu. Cái thứ hai ấy, người ta nói là cơm sôi thì lửa phải ít. Ông nói nhiều thì bà phải nói ít, mà ngược lại, ông mà nói ít thì bà mới được nói nhiều. Tôi lấy ngay cái ví dụ của tôi đây, trong cái thời trai trẻ, tôi là luôn luôn giận ông, nhưng không bao giờ ông giận lại tôi. Mà tôi thấy người đàn ông như thế là rất được. Thế còn cho đến bây giờ thì người đàn ông về già khó tính hơn, nói nhiều hơn, thì lúc ấy cái người phụ nữ lại phải lựa mà nói ít đi, thì cứ như thế là giữ được. Mà cho đến bây giờ mà nói là còn có cái tình yêu thắm thiết như là những đôi trẻ thì không có, nhưng nó đi vào một cái chiều sâu, mà một cái sự gọi là
quen có nhau trong một gia đình. Ly thi quen chậu, vợ chồng quen hơi. Ví dụ đi đâu về một cái là câu đầu tiên ông phải hỏi bà đâu, hoặc là tôi về tôi cũng hỏi ông đâu. Nó là một cái thói quen rất bình thường, nhưng mà cũng là cái sự quan tâm lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là các bạn trẻ bây giờ học những cái nó hơi khó, nhưng mà cố vượt qua những cái mà ví dụ như không đến cái nỗi mà phải chia tay nhau, nhưng mà các bạn cứ muốn là thôi rảnh nó chia tay xong, đừng, hãy vượt qua cái khúc ấy đi. Yeah. Thì ở nhau được tồn tại được lâu dài. Thực ra là chia sẻ luôn với Thuận, với quý vị khán giả là tại sao mà Vân có thể có những cái lời khuyên rất là xác thực đối với các cặp vợ chồng son. Thì thực sự mà nói là cái kinh nghiệm mình cũng đâu nhiều, nhưng mà học tập kinh nghiệm từ bố mẹ rất là nhiều. Và thậm chí là bạn bè của bố mẹ nữa. Thì rất mong là qua những cái chương trình này thì các cặp vợ chồng chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta ở được với nhau càng lâu càng tốt. Trước tiên là con xin cảm ơn hai bác. Và xin chúc cho hai bác một năm mới thật nhiều sức khỏe và giữ mãi cái ngọn lửa hạnh phúc như thế này. Xin cảm ơn hai bác. Cảm ơn bố mẹ. Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên, tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp mà dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây? Dạ, dạ, cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á, tụi em học thể dục. Thì em để ý trong lớp á, thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à, đi học thể dục mà mang ra giày cao một khúc vậy nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ở ban đầu. Đi quốc cao gót mà nhoi đó là mỏi giò dữ lắm. Nhoi nhoi là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà một chút, cho nên mới mang dép cao gót. Ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ, mà sao ổng viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Thì đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy đó có ấn tượng ban đầu của hai bạn, nói chung là không có tốt đẹp về hình thức với nhau đúng không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, ông này thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là mình đúng không? Thì bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua cậu? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh, em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng, vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Dạ. Cổ vũ tưởng đâu la mắng. Bữa đó có đi cú cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi, không có đi cú cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nếu em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ông đánh bóng chuyền á, cái giỏi ổng rủ đi coi. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ em la làm sao đâu? Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên. La cổ động viên còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không được, em hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ, ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ dạ. Trời ơi dễ thương mà em đã có cảm tình rồi. Dạ cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng thẳng không? Dạ không, tụi em không. Chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi.
bé như tay không lẽ năm lần tiếng rưỡi mà lý do gì ạ? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi nó mấy tiếng đồng hồ vậy đó, cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ, rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm, sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa, cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau, chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói, dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Ừ. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ một... Ừ, còn cái đỉnh điểm mà để hai đó. Mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi đánh bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà này nọ, cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á, chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn, rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ, cuối cùng mới được 2 tiếng kết thúc luôn. Cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á, nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ. Rồi mẹ thương chồng hơn thương em, đúng không? Dạ, đó, như con ruột ngay, vậy ngay đó. Nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó, cứ lại à mẹ lại ôm mẹ nhõng nhẽo nói đeo theo, chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á, kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là một cái bé Tuyết thôi. Dạ. Giận con rồi. Dạ đúng rồi. Và nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm hai đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu, và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết lắm. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi, cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền, có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại, ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại, thì thường á ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó, hỏi sao không ngủ vậy, nói chưa chúc ngủ ngon chưa ngủ. Thôi hả? Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, em phải đi năn nỉ lại. Thì cái đó do em lầy quá, người ta lầy lại. Không mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ. Vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên nói chị vậy? Như cái đó bà vợ nào cũng thích được, không phải cái tật đó. Bà vợ nào cũng có tật đó chứ. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi. Tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị. Đó.
ơi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Hoài Hương, em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đó. Dạ đúng. Đó biết ngay mà. Chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Suy nghĩ đúng. Sao mình không bằng trái banh gì à? Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận một cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận Phong Long vô cớ, đúng không? Ừ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên, là nó ngộ, nó tỷ lệ thuận đó. Thay đổi chút xíu nghe. Rồi chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này nha. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi đó, chồng quá là dễ thương quá. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền. Trời ơi, cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Trời ơi, cảm động. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ em tên là Võ Thị Minh Huệ, em 32 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên và em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, giáo viên nhưng mà là giáo viên dạy cấp mấy? Dạ dạy toán học ạ. Toán học. Cấp mấy em? Dạ cấp 1 với cấp 2 với lớp 10 ạ. Dạ. Vậy là từ lớp 1 là đã dạy rồi đúng không? Dạ dạy từ lớp 1 đến lớp 10. Để anh biết anh gửi con anh cho cô Huệ. Đúng rồi đó. Cô Huệ là thấy nguyên bác rồi đó. Đó. Rồi mà thầy. Vâng, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Hữu Dương. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm trong lĩnh vực bất động sản. Dương Huệ. Dương Huệ Dương. Chắc là nhà nhiều dữ lắm nè. Bất động sản mà đúng không? Rồi bây giờ nè, kể cho anh nghe câu chuyện của cô Huệ. Đoán đi cho anh vui coi. Đoán đi. Anh bất động sản đi mời cô giáo mua nhà. Anh bất động sản này nói chung là trong một cái dịp tình cờ nó có một cái miếng đất nó thơm quá. Rồi anh đi coi như là anh chào bán thì vô tình gặp cái cô giáo. Vậy ở trong trường bước ra thấy trời sao xinh quá. Thế là tới coi như là coi như chào gọi đầu tư bất động sản. Nhưng mà cô này cũng ghét quá. Cũng ghét cô ông Mưa. Thế là anh chính vì cũng ghét cho nên là anh càng muốn chinh phục. Tìm mọi cách để mà chinh phục chỗ cho bằng được. Và cuối cùng cua được cổ và lấy cổ luôn. Đúng không? Đúng không? Dạ không đúng. Trất quốc đúng không? Dạ. Cái kịch bản này là không có đúng lắm. Chị nhìn chị cảm nhận hai khuôn mặt này là chị biết là trất quốc rồi. Dạ. Không đúng rồi. Chị không lẽ giờ ông dẫn cháu ông đi học? Thì đó, bây giờ đó, bây giờ em nói đi, cái cơ duyên nào mà em gặp cô giáo Huệ? Thực sự là vào một cái buổi tối nó rất là tâm trạng. Thế thì em mới nghĩ rằng là mình cũng khá là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có bạn gái chính thức. Lúc đấy là có một số người, tức là chỉ có nhắn tin bình thường thôi chứ cũng không phải là chính thức. Vậy thì em mong muốn có một người chính thức. Thế là em lên cái group bạn muốn hẹn hò đấy chứ chị. Thế là lúc đấy là 11 giờ đêm. Thế thì em mới thấy là cái cô này mới đưa cái tin này lên trong vòng chắc 1-2 tiếng thôi. Em nghĩ chắc là ít đối thủ. Tức là ít người inbox nói chuyện này kia. Thì lúc đấy em mới inbox nói chuyện. Thế thì em khi em inbox vào, nhưng mà thấy bạn ấy không có thấy trả lời gì hết á. Em nghĩ chắc kiêu kỳ lắm đây, tại vì ở trên cái Facebook đó là chụp ảnh với người nổi tiếng nhiều lắm. Với ca sĩ này kia em nghĩ chắc là mình chắc là không có đạt. Hồ sơ chắc không có đạt. Có rất là nhiều người nổi tiếng đúng không? Dạ. Tại vì cô ấy cũng từng đi thi Thách Thức Tình Hài, rồi một số chương trình như thế là giọng hát Việt đúng không nhỉ? Việt Nam Idol. Việt Nam Idol. Đúng.
rồi một số ca sĩ này kia. Tóm lại là những người nổi tiếng đó là vợ em thực sự là rất là thích chụp ảnh. Và đợi nghĩ là chắc là mình chắc là không phải gu của cô ấy rồi. Mình không nổi tiếng. Không nổi tiếng. Đó. Tức là em chờ đến ngày mai thì cũng tầm buổi trưa, cũng là 11 giờ trưa. Thế thì bạn ấy mới nhắn tin trả lời lại, thì lúc đấy mới tức là nói chuyện qua lại dần mới quen dần thôi. Đấy là tình cờ là qua cái offline bạn mới hẹn hò đó đúng không? Chính xác ạ. Đúng rồi, đó cái chương trình đó đó. Rồi à. Còn Huệ thì sao nè? Dạ. Lý do gì mà khi em nhận rồi đến hôm sau, trưa hôm sau em mới trả lời? Dạ thì lúc đầu á là em kể cái đoạn trước xíu là lúc đầu là em gái em là chuẩn bị lấy chồng, xong ở nhà thì ba má thì bảo là em gái con thì chuẩn bị lấy chồng rồi đó, bây giờ thì ba má con là chị hai nên là cũng mong con lập gia đình. Thế là lúc mà em lên xe về ra lại Sài Gòn á thì em cảm thấy em như vậy là chưa có hài lòng ba mẹ, xong rồi để cho ba mẹ lo như vậy là mình không có tốt lắm. Cái xong cái em quyết tâm là Tết, ăn Tết xong là em sẽ lập gia đình là năm 2020 là năm vừa rồi. Bắt buộc phải có, dạ. Phải có chồng. Xong rồi em ra Sài Gòn, xong rồi em có viết một bài để đăng lên bạn muốn hẹn hò group á. Xong cái em có viết đầy đủ hết nhưng mà em không có dám bấm cái nút đăng, nhưng mà em vẫn để đó bởi vì em có hai cái máy, một máy là em không có đụng gì hết. Cái xong cái em nhìn em gái em có chồng rồi á. Em bé em kế em gái em cũng có bồ rồi. Thế là em có động lực để em nhắn cái nút đó. Em viết mà nửa ngày sau em mới nhắn. em nhắn xong cái thì có 150 bạn nam kết bạn Zalo với em. Thì em mới nghĩ trong đầu là em sẽ kết bạn và nói chuyện hết với 150 anh. Xong rồi trong vòng một tháng nếu mà em thấy bạn nào mà hợp nhất thì em mới gặp. Nhưng mà em nhắn tin tới bạn số 5 là anh Dương thì em rất là thích ảnh, cái kiểu như ảnh nhắn tin nó khác biệt với những anh đường trước. Dạ. Xong rồi em chỉ có hai câu hỏi để test thôi. Đó là câu thứ nhất là anh có thích tập thể dục hay không, để em muốn chồng em là người khỏe mạnh. Thứ hai là em muốn hỏi anh là có thích đọc sách hay không. Sau đó ảnh có trả lời, xong rồi em hỏi thêm một câu đó là những loại sách mà anh thường đọc đó là gì. Xong rồi em thấy cái người mà mình mong muốn tới giờ nó xuất hiện rồi. Dạ. Đây rồi, ảnh đây rồi đó. Dạ. Rồi thế là quyết định gặp gỡ. Dạ. Quyết định gặp. Dạ, quyết định gặp là lúc đầu là em định nhắn nửa để test hết đã rồi. Ok anh nào thì em mới gặp, nhưng mà anh này á số 5 thôi là gặp đúng anh Dương luôn rồi. Dạ. Nghĩa là nhắn coi nhiêu thôi là thấy rồi, đúng rồi. Người dạ. Sau lần đầu là em định là một tháng sau hãy gặp. Xong anh nhắn tin sau mà 2 tuần sau rút ngắn lại còn 2 tuần. Xong nhắn tin sau mà thôi ngày mai gặp luôn đi anh. Nhưng mà ngày mai gặp luôn không? Dạ ngày mai gặp luôn. Gặp luôn. Có nghĩa là từ lúc mà trả lời tin nhắn cho đến lúc gặp là mấy ngày? Dạ tầm khoảng mấy ngày anh nha. Cho đến lúc gặp luôn á là mấy ngày? Hai ngày. Dạ. Anh Dương kinh quá, anh Dương cao thủ quá. Nhưng mà anh hỏi này, trên cái app đó thì có thấy hình của nhau không? Dạ Zalo mà anh. À Zalo là thấy hình hết. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó nè, bây giờ anh rất nôn nao muốn biết là cái lần đầu tiên gặp nè. Đó. Gặp ở ngoài đời, cái người ngoài đời với cái người trên avatar đó. Đó, đó. Như thế nào? Dương mà cái hôm đầu tiên á là bạn gái thì hẹn hò em trước. Tại vì em nghĩ rằng là cô ấy chắc là nóng lòng quá, từ một tuần mà rút đến 2 ngày. Thế thì hai đứa quyết định gặp nhau lần đầu tiên ở công viên nhà gỗ, như cảnh viên ở như Phú Mỹ Hưng này anh. Thế thì khi đi là vợ thì lúc đấy yêu cầu là không có mặc quần áo dài, chỉ có mặc quần áo số thôi, tức là giống như thế là đi thể thao bình thường, đi giày thể thao bình thường, đi chạy bộ mà, tức là muốn test thể lực của mình đây, tức là đi bộ với chạy bộ này gì kia thôi, chứ cũng không có ăn mặc chỉnh trọng giống như ấy. Tại vì em nghĩ rằng là những cái buổi gặp đầu tiên á với cái cặp đôi khác, em nghĩ rằng chắc là một cái nơi lãng mạn hay là một cái gì đấy nó tức là nó rất là nó phải là nên thơ và lãng mạn, nên thơ lắm. Vâng. Nhưng mà đây lại cái lỗi là mình đi chạy bộ với kia, coi như là hẹn nhau đi chạy bộ. Thế là lạ đó. Thế là lạ. Thế thì cái đấy là cái mà em thấy bất ngờ. Thế thì khi mà gặp gỡ lần đầu tiên thì thực sự là em không có nói nhiều đâu, để cho bạn gái bạn nói từ đầu đến cuối hết. Dạ, nội dung như thế nào ra sao đấy thì vợ có thể nói. Sao cô Huệ? Chỗ đó là cô chiếm diễn đàn hết đúng không? Dạ, thì ý của con là muốn xem thứ ảnh có khỏe mạnh là em test luôn á.
là con em rủ bạn đi chạy bộ, là chạy hai vòng, khoảng hai vòng công viên nhà gỗ quận 7 á. Xong rồi con thấy ok được. Cái xong cái rồi con mới hỏi là chia sẻ về sách đọc như thế nào, rồi gia đình như thế nào đó, con hỏi thêm. Em hỏi thêm chưa? Sao bữa đó là okay. Như là chắc chắn là thấy là ấn tượng về ảnh quá nhiều đúng không? Dạ. Ấn tượng đẹp về chàng trai dạ, này đúng không? Ấn tượng Huệ là ok, nhưng mà còn bạn thì sao? Em á, em có thích mà bạn Huệ cái ngày hôm đó không? Thực sự là thích ngay đấy. Thích ngay, gặp phát thích ngay. Luôn. Giống như lúc đấy là em không có thể hiện ra bên ngoài đâu. Nhưng mà giống như cái câu của chuyện Kiều là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đấy. Tức là mình không có thể hiện ngày ra thôi đấy. Nhưng mà mình ngấm ngậm, tức là mình nghĩ rằng cái cô này chắc là vợ của mình. À, tự nhiên có một cái linh cảm á, đúng linh không cảm. Là cô này sẽ là vợ của mình. Còn bạn Huệ có linh cảm anh này sẽ là chồng của mình không? Lúc mà con đọc tin nhắn đầu tiên á, là con tát hai câu hỏi là con thấy anh... linh cảm rồi. Dạ. Thì thật là... cô này còn đi trước cô bạn này nữa. Có nghĩa là chỉ có vỏn vẹn chỉ có hai ngày thôi đó. Dạ. Mà đã có một cái gì đó rất đặc biệt về cái người kia rồi. Dạ. Như vậy bây giờ hỏi tới luôn nè. Dạ. Như sau đó thì bao lâu chính thức mới là nụ hôn đầu tiên? Có nụ hôn đầu tiên. Tức là hai ngày là gặp mặt. Hai ngày là hẹn hò. Dạ. Đó. Bao nhiêu ngày là có nụ hôn đầu tiên? Dạ, để nhường cho anh Dương trả lời. Dương. Anh Dương. Thực sự là cái buổi hẹn hò ngày thứ hai đấy là hôn má thôi. Là tức là khi mà đi chơi về á, hôm thể thao dục á, đấy là hôm đầu tiên. Còn cái hôm kế tiếp hôm đấy là hẹn gặp lần thứ hai á, là khi chở bạn ấy về. Nhưng mà thường là giống như mới đầu gặp á, mà đi về sớm quá này cũng không hay, thì hỏi là em thích đi chơi cái này đi kia nữa, thế thì em lượn một vòng một tiếng đồng hồ nữa. Xong về, trước khi về thì tạm biệt thì bạn gái có hôn lên má. Em là chủ động em hôn lên má anh Dương luôn nè. Dạ. Anh có kêu không, anh có gợi ý không? Dạ không, cái này là do con kiểu như em xem phim Hàn Quốc á, xong em hình như em bị nhiễm hay sao. Thì về cái là nhót chân lên á, hung má anh ấy một cái đúng không? Dạ. Ở đó Dương sao? Dương tối đó làm sao? Dương tối hôm đó Dương bất ngờ, thực sự bất ngờ, bất ngờ đến mức mà buổi tối đấy không ngủ được. Tại vì trong thâm tâm chính em này là nghĩ rằng là cô này là sẽ là vợ của mình, và nếu như dành ra cái thời gian nhiều nhất á, thì có nghĩa là dành thời gian cho cô gái này để mình mong muốn là cưới trong năm 2020 á. Và cuối năm thực sự là diễn ra đám cưới. Và cái lúc đấy, đến lúc quen nhau đến khi cưới diễn ra có 8 tháng rồi. Tức là hai bạn này đều có một tư tưởng rất giống nhau, là đều nghĩ là phải lấy chồng hoặc lấy vợ trong năm 2020. Chính xác. Dạ. Cho nên là chính vì vậy mà cái chuyện các bạn mà kết hôn coi như là liền đó là cái chuyện mà đương nhiên đó. Dạ. Đúng không? Như vậy lần thứ hai là hôn má. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư có cái gì đặc biệt hơn nữa không? Sinh nhật em. Thì vợ kể đi. Anh Dương kể hay hơn, tại vì anh đọc nhiều sách á. Anh nói chuyện lưu lót hơn con. Cái hôm sinh nhật thì là tổ chức sinh nhật trước cho vợ trước là 4 ngày. Nhưng mà cái hôm đấy thực sự bất ngờ, tại vì bản thân em này tổ chức sinh nhật nhưng mà lại gọi anh em, tức là anh em nhà vợ ấy, có vài đứa em ấy, dẫn theo một hai người bồ. Thì tới đó thực sự em rất ngại, tại vì chưa chuẩn bị này kia cái thứ mà gặp nhiều quá. Lại lúc đấy là thường là đi chơi bình thường thôi, nhưng mà lại vợ lại bảo là tới để gặp bữa giống như ra mắt này kia. Nhưng mà lúc đấy thì là hơi bất ngờ, nhưng mà đã vào cái thế rồi bắt buộc phải làm. Và chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái hôm đấy là cũng diễn ra nụ hôn thứ hai. Có cái gì nữa không? Có cái gì mà làm cho Huệ bất ngờ hơn ở Dương nữa không? Anh tỏ tình với em như thế nào? Anh dạ, lúc cầu hôn á, lúc cầu hôn là con thấy sao đâu cụ thể? Sao anh kể luôn? Trời ơi, cái gì mà anh Dương kể chứ vậy? Dạ thì lúc cầu hôn em là sinh nhật em là ngày 18 tháng 3. Nhưng mà quyết định ngày cầu hôn là ngày 14 tháng 3. Dạ là ngày lễ Valentine trắng á. Xong cái ảnh hẹn con ra ngay chỗ cầu ánh sao á. Xong rồi con đi ra đó, xong rồi ảnh quỳ xuống cầu hôn, nhưng mà do đông người quá con ngại á. Xong rồi con hô kia là thôi đừng có quỳ ngay chỗ cái cầu. Đông người quá em ngại lắm. Xong rồi rủ ra ngay chỗ cái cây á. Xong rồi vẫn cầu hôn, mà em vẫn kịp quay lại một video để làm kỷ niệm. Cầu hôn rồi có đưa nhẫn đưa hay là đưa thư đưa từ gì không? Dạ đây á. Đó. Cái anh cầu hôn. Anh kể là lấp lánh. Anh kể cái nhẫn này. Thì trao nhẫn cầu hôn vậy thôi chứ. Ý là anh đã thiết kế cái này ra giấy ạ. Dạ. Là sao? Anh kể là đi. Anh tự anh vẽ. Anh Dương kể đi Dương. Cái nhẫn này là thiết kế thủ công chứ không phải là hàng sản xuất hàng loạt.
Em thích cái ý tưởng như thế nào, thế thì em ra quận 1 em đặt theo cái ý đấy, là nghệ nhân họ làm theo đấy. Hay quá, sâu sắc quá. Nhưng mà nè, lá thư nữa, có lá thư 12 trang nữa. Thư 12 trang. Dạ. 12 trang A mấy? A mấy anh? A4. 12 trang A4. Em biết cái gì mà nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Thực sự là chưa cái hôm chưa đến cái hôm tỏ tình đâu, thì bạn gái mới hỏi là em muốn cái câu chuyện em hơi giống bố mẹ, tức là bố mẹ vợ ngày xưa là hay viết thư tình cho nhau. Thế thì muốn em là muốn cũng viết thư. Thế thì em mới hỏi là thế thì ba em viết cho má là bao nhiêu trang? Thế thì Huệ mới trả lời là 4 trang. Mà em thường là mong muốn là làm vượt qua cái sự mong đợi cơ. Thì em viết lên lúc đấy là 12 trang. Chà, có gấp 3 lần bao nhiêu. Mà em viết gì cho 12 trang giống như thế là một tháng một trang ấy, kiểu vậy đó. Là con số 12 em ấn định là 12. Em viết từ buổi tối hôm nay sáng hôm sau hay sao. Mà em viết cái gì ở trong đó? Ví dụ như là một cái kế hoạch hay là một cái câu chuyện về em, cuộc đời về em để em bày tỏ với cô. Trong nội dung đấy thì em kể về cái quá trình là mình quen biết, cũng như thế là luật hấp dẫn đấy. Hấp dẫn hai người là có ý muốn có một số tính cách của người đối phương này. Thứ hai nữa là có một số cái mà nét tương đồng giữa hai người. Và em cảm nhận được là mối quan hệ này có thể duy trì để đi xa được. Và nói chung là em viết bay bổng trong đấy cũng nhiều lắm. Nếu 12 trang thì thực sự nội dung em không biết kể đâu. Đúng rồi. Và bây giờ cái lá thư đó là vẫn giữ thật là kỹ đúng không? Dạ. Em có giữ. Vợ vẫn giữ làm kỷ niệm. Dạ. Rồi rồi tình yêu trong sáng mà nên thơ quá chị. Nên thơ lãng mạn quá luôn á. Hai đứa yêu nhau là bao lâu thì mới cưới ta? Mấy tháng ta? Dạ 8 tháng ạ. 8 tháng là bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi có giữ cho nhau tới ngày cưới không, hay là có thử trước hay như thế nào không? Thì kiểu như là ra mắt ba mẹ em với lại ra mắt bên phía chồng á. Rồi xong rồi em với ảnh mới làm được việc đó. Nhưng mà trước đó có lãng mạn không? Ngày trước khi làm chuyện đó thì là hai đứa có ở lãng đâu? Mạn không? Có nghĩa là anh Thuận anh hỏi mà nó bị không có rõ ràng á. Có nghĩa là cái lần đầu làm chuyện đó là ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Vũng Tàu hay Nha Trang hay Đà Lạt hay ở quận mấy? Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì quận mấy? Đó, ví dụ vậy đó, anh hỏi vậy đó. Để anh Dương kể cái gì cũng để anh Dương kể chứ. Sao tự em cùng câu vậy? Cái gì cũng để anh Dương vậy? Tại vì Dương là luôn luôn mang đến cho em một cái sự lãng mạn. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì anh muốn hỏi là trước khi làm cái chuyện đó thì ảnh có tổ chức một cái tiệc hay là có làm một hành động gì đó rất là lãng mạn để đi đến cái phần chuyện ấy? Dạ, có lãng mạn nhưng mà ý là còn em muốn anh Dương kể tại vì nó sẽ hay hơn. Thôi vậy em vô trong ngồi đi để Dương kể. Dương kể đi. Dương. Sao Dương? Dương kể, thôi, đi, Dương kể đi. Tại cái khúc đó anh Dương kể có hợp lý hơn. Tại vì hai đứa là khi thoảng thì cũng liên hệ với nhau, nhưng mà liên hệ với nhau thì thường là cứ ấn định là cuối tuần là gặp nhau. Thế vào một hôm cuối tuần thế thì em cũng hẹn ra cầu Ánh Sao, là ngồi trên cái đồi bãi cỏ rất là lãng mạn mà trời cũng thực sự là nhiều sao đấy. Thế thì em ngồi thế thì cô ấy ngồi bên cạnh, nhưng mà cảm giác như hơi lạnh, nên là cô ấy lại ngồi đằng trước, tức là dựa vào người em. Thế em mới hỏi là anh là cũng biết kỹ năng massage đấy. Đó là em massage cho cô ấy, và thế là cô ấy lại hỏi là chỗ đây đông người quá ngại. Thế thì bạn ấy lại mới nói là tìm cái chỗ khác, không phải chỗ này. Thế em mới đưa ra cỡ Kim Sơn quận 7 á. Đấy thì đấy là cái buổi gần tiếp theo đó. Mà ba mẹ em á, ở nhà là dặn bốn chị em, ba chị em gái á, có một em cô Út nữa, là phải tổ chức đám cưới xong rồi mới ấy việc đó, tại sợ là ăn cơm trước cảng á, ba em lề nếp đó. Nhưng mà sợ người gái mình đi cũng sau. Nhưng mà như riêng vậy, bản thân em lại suy nghĩ nó khác, là cái đó nó cũng thật sự là quan trọng trong hôn nhân. Nếu mà không hợp nhau nó cũng khó là lâu dài được. Nên là khi mà ra mắt ba với lại ra mắt bên chồng xong thì bọn em mới quyết định việc đó. Như là một phần do cái bàn tay ông massage điêu luyện quá. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi sau đó là quyết định là cưới luôn. Dạ. Đúng không? Em rất là ấn tượng ở một chỗ nữa là lúc mà anh Dương về nhà ra mắt ba em vào 30 tháng 4 á, năm 2020, là anh Dương vô nhà em, xong rồi mẹ em thì đang ăn khi trường đang tụng kinh Phật, còn lúc đó sáng rồi, xong rồi ba em ở nhà dưới, xong kêu ba con dẫn người yêu về ra mắt ba này, ba vui không? Cái xong ba nói là ủa thiệt hả con? Sao nhanh vậy?
Cái xong cái xuống anh Dương chào ba, không biết chào kiểu sao mà ông ba chạy lên nhà trên, xong ba giơ hát hai bàn tay lên là ba bảo là cho con rể 10 điểm. Mà con em nói cái gì Dương, em thể hiện cái gì mà ba giơ 10 ngón tay vậy Dương? Thực sự là em có nói gì đâu, em thực sự không nói gì cả. Em thấy là mẹ đang tụng cái trong nhà, ba thì bên ngoài mà trong đấy không có ai mời em vào, vậy thì đi vào trong rồi. Thực sự là em không biết đứng gì cả, đứng ngoài thôi. Thế thì ra ba nhìn thấy mình thì mời vào này kia thôi, xong rồi Huệ mới hỏi là cho mấy điểm, tức là lén lút, tức là em không biết đâu, tức là nói nhỏ đấy là ba cho anh ấy mấy điểm. Thế thì ba mới trả lời như thế. Chứ thực sự là em cũng không có nói gì trước cái hôm đấy. Thôi nói chung là tại vì thứ nhất là nhìn thấy kết đó chị. Đúng rồi. Thấy cái hình thức, nhìn ban đầu không hiểu sao nha. Có những người mình vừa gặp cái là có cảm tình liền. Xong rồi em có hỏi với anh Dương là lúc mà anh gặp ba em thì anh thể hiện động tác gì không mà ba em lại cho 10 điểm. Có không, anh Dương ảnh mới kể cho em là ảnh có theo người Nhật Bản là cúi đầu kiểu sâu xuống một xíu. Với lại rất là sâu, với lại mình kính trọng kiểu vậy đó. Đang là... Rồi thế là một mối tình đã gọi là nên vợ nên chồng, lãng mạn rồi, rất đẹp. Rồi bây giờ sống với nhau đã được mấy năm rồi nhỉ? Vợ được mấy thời gian rồi nhỉ? Quen nhau thì từ coi như là 2021, nay 2021 thì ủa gì mới đây ạ? Mới cưới đúng không? Năm 2020 đây là vài tháng chứ mấy. Đúng rồi. Đúng không nào? Trong vỏn vẹn vài tháng. Trong vỏn vẹn vài tháng đó thì anh và chị có những tật xấu gì mà mình phát hiện ở nhau? Và đây là cơ hội để cho các bạn khui, khui các đó. Bạn khui ra và để các bạn mong muốn đối phương thay đổi để mà gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn. Rồi đến cái phần này thì không biết là cô Huệ có để cho anh Dương kể trước không ạ? Em kể trước. Đó, hay chưa? Hồi nãy cái gì cũng vậy. Để anh Dương kể, anh Dương kể hay lắm. Để anh Dương kể đi, để anh Dương kể đi. Đến phần khui tật xấu, dạ thôi để em kể. Đó rồi, mời nói đi nào. Dạ, anh Dương thì ảnh hay thức khuya à? Em không thích điều đó. Thứ hai là tắm khuya nữa. Trời, tắm khuya là không được nghe. Dạ, không được. Với lại mà tắm nhiều lần trong vòng một ngày. Mà tắm mỗi lần như vậy là tắm nửa tiếng. Con thấy hơi lâu. Em thấy như vậy cũng hơi tắm lâu. Tắm khuya mà tắm lâu là vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mà vô toilet không biết có tắm không. Một ngày tắm nhiều lần thì tốn tiền nước vậy. Dạ. Rồi gì nữa? Mỗi lần mà ảnh nghiên cứu một vấn đề gì đó thì ảnh rất là tập trung. Mình cần phải kiểu như không được quấy rầy á, như vậy thì con cảm thấy con bị tụt, cái gì là không có được như cảm xúc của mình á, bị sụt hạng á, hiểu không? Sách của ảnh là hơn mình á, ví dụ vậy. Cái vấn đề đó của ảnh là hơn mình, đúng không? Dạ, kiểu như là con đang muốn kể chuyện như thế này, chuyện vui à. Nhưng mà ảnh lại đang tập trung vào vấn đề ảnh cần nghiên cứu. Sau rồi ảnh nhiều lúc ảnh hăng say muốn diễn thuyết hay là muốn thuyết trình một vấn đề nào đó cho con nghe thì lúc đó con lại không có muốn nghe nữa, mà ảnh cứ nói hoài, nói không ngừng nghỉ luôn. Nghĩa là có khi nào mà bắt em phải ngồi ở đó để mà ảnh nói không? Có luôn à. Anh là một khách hàng vậy đúng không? Người đó. Nghe diễn thuyết đó đúng không? Trời ơi. Tại vì con có một cái bản học á, ảnh cứ đứng lên rồi giảng cho con nghe. Nhiều lúc mà con mệt mà con buồn ngủ luôn mà con không dám nói nhiều. Mà nói về cái vấn đề bất động sản đồ, đất đai, nhà cửa đồ hay sao? Dạ, nói về gì? Đa mọi chủ đề luôn ạ. Cứ chủ đề nào mà ảnh thích là ảnh nói. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ, lúc mà nấu cơm hoặc là rửa chén á, thì con cũng muốn chồng con làm cùng á. Phụ con. Dạ, cho vui. Tại rồi. Vì con thích vậy. Thích mình vậy đó đúng không? Dạ. Mình là Huệ làm hết. Dạ, không, chồng con nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà con thích. Mới lấy nhau mà, vợ chồng son mà. Cái diện thích làm chung hết á. Dạ. Rửa chén chung, giặt đồ chung, tắm chung, rồi ABCD cái gì cũng muốn chung cả. Đó, vấn đề là như thế. Dạ. Rồi, bây giờ chồng xưa. Mình có khó tính không? Dạ, ảnh thì rất là chỉnh chu. Rất là đi ra ngoài hay là đi đâu đó là rất là... Con thấy là một người cầu toàn á. Cầu toàn. Dạ. Và tức là có khó tính với Huệ không? Dạ. Ngay cái chuyện mà thấy ngồi mà ngồi im vậy nghe ảnh diễn thuyết á, là thấy có vẻ hơi khó tính rồi đó, đúng không? Khó tính của gia trưởng hay không? Kiểu như là rất là nghiêm túc. Con thấy rất là nghiêm túc chứ ảnh thì rất là chiều con. Rồi. Vậy thì bây giờ cái điều mà Huệ muốn anh Dương thay đổi là cái điều gì? Dạ, thứ nhất là tắm một ngày ít lần thôi. Và mỗi lần tắm thì nhanh lên một xíu. Rồi thứ hai là không được tắm khuya nữa. Nhưng mà tắm thì trước 7 giờ tối là được. Dạ. Rồi không được thức khuya.
thức khuya quá. Dạ 11 giờ đêm là phải lo ngủ rồi. Là con thích điều đó. Rồi lúc mà nấu nấu ăn á, hoặc là rửa chén, hoặc là làm bất cứ việc gì á, thì con em rất là muốn chồng em làm chung. Dạ. Rồi. Em rất là thích điều đó luôn. Vậy bây giờ anh muốn hỏi là hồi trước đó là lúc mới gặp á là đi chạy bộ chung với nhau. Đó rồi sau đó là cũng có tập thể dục chung với nhau. Vậy thì bây giờ là vợ chồng với nhau rồi thì có còn tập thể dục chung với nhau? Dạ, anh hay rủ, ngược lại anh hay rủ rủ em. Em tập thể dục. À, nghĩa là dạo này em lười đúng không? Thôi nói tóm lại á là cái điều mà Huệ muốn á là theo chị là chính xác. Tắm bây giờ mình quy định đi buổi sáng trước khi đi làm, rồi đi làm về là tắm. Tắm xong rồi ăn rồi mình nghỉ ngơi, rồi đó mình ngủ sớm một xíu, đúng không? Hồi đó tắm nửa tiếng, giờ xuống đi 20 phút đi hoặc 15 phút thôi. Đó, cái đấy mà làm được. Được đúng không? Rồi, rồi trong nhưng thời mà có gian... cái thói quen là tắm như vợ bảo là tầm 7 giờ em hay tắm không? Tầm 10 giờ hay là 12 giờ tối. Trời ơi trời, nguy hiểm em lắm. Em đừng bao giờ nên tắm khuya. Tắm khuya. Đúng không? Em đừng bao giờ nên tắm khuya, nguy hiểm lắm cưng. Đừng. Em biết không, có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ là do tắm khuya đó. Nghe. Đó. Rồi bây giờ tới em, Dương. Tên Dương đó. Sao nè, tật xấu của ấy là gồm có những gì nè? Tật xấu là em muốn vợ thay đổi đây là đọc sách á, là phải đọc cho nó hết. Và ít ra đọc hết rồi thì phải nói cho em biết được cái nội dung. Tại vì nhiều khi em cũng kiểm tra và thấy chỉ biết cái tên của sách thôi chứ nội dung nó cái là không có nói cho em nghe được. Là em test lại là không có được. Tại vì là dối lại là em biết rồi, em biết rồi. Tại vì là em thích đọc mấy cái gì em thích thôi chứ đọc trọn vẹn một cuốn sách thì ít lắm. Tức là một trường á là thích cái gì á là đọc cái đấy thích thôi cái chứ gì không là bao đọc giờ đọc đến cuối. Dạ, cả. Chứ em thích đọc hết. Mà sách vở khi em mua về là em hay đọc từ đầu đến cuối. Và thực sự là... Rồi, rất là nhiều cuốn sách nó dày như thế này. Nó 3-4 cm nhưng mà phải cố đọc hết. Đó là cái mong muốn của em là muốn Huệ phải đọc hết cuốn sách. Những cái gì mà mình đọc, không đọc thì thôi, đọc thì đọc cho hết, đúng không? Rồi. Mình thì lại cái như thế này nè, mình dạo này em vậy nghe, em đọc sách á, em hay đọc mà một lục á. Coi những cái phần nào anh thích là anh đọc. Anh lại giống như Huệ. Và anh nghĩ thời buổi giờ nhiều quá nhiều việc cho nên cái chuyện đó cũng là một cái lựa chọn của mọi người. Chính xác, đây là sở thích thôi chứ thực ra không thể nào bắt là... người ta giống mình. Dạ. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp đi cưng. Tiếp theo nữa là mong muốn là vợ em nấu ăn chín chu hơn. Tại vì nhiều khi không chín chu lắm. Tức là cô ấy không nấu ăn nó bài biển ra. Chồng em thì nấu ăn ngon, còn em thì nấu ăn cũng nấu ăn là ăn được thôi. Tại vì chồng em yêu thương em nên là cố gắng ăn cho em vui. Chứ em nấu cũng chưa ngon lắm. Rồi thường là phải chuẩn bị tất cả xong hết rồi, rửa sạch rồi, bày biện xong rồi, lúc đấy là mới bật bếp nấu này kia. Nhưng mà vợ chưa biết gì là cứ bắt nước lên hay là cứ bật bếp thôi mà là trong em nấu đấy luôn. Làm cái gì rửa nhanh. Mà mấy cái đấy em không, thấy cái nó... đó thì lại không được đó. Cái đó là phải gấp làm gấp chồng á. Tránh bị khét rồi bị này kia. Nhiều lúc cháy nồi. Nếu mà nấu bằng bếp ga là nguy hiểm lắm á. Rồi tiếp tục, những tật xấu nữa nè. Thứ hai đó là nhiều khi vợ chồng giận nhau á là hay là bắt em, tức là em thức khuya quá mà vợ cứ bảo em đi ngủ, mà không đi ngủ là vợ giận là cứ ra ngoài ngồi, khi nào mà xuống công viên em ngồi. Em đi ngủ rồi mới xuống hồ bơi ngủ rồi. Tại vì hai vợ chồng ở chung cư á là vợ cứ xuống hồ bơi dưới là cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây vậy thôi. Hai bọn em đặc biệt em là không có giận nhau không quá nghe 10 đi phút ngủ hơn. Sớm á là giận như kiểu vậy. Nhưng mà đặc biệt là chưa bao giờ giận quá tầm 10 phút. Cứ sau 10 phút là hòa nhau và vui vẻ. Rồi tiếp tục, trong nhà có gì vui không? Cô ấy có tính tình á là chững chạc hay là con nít hay là trẻ con, tính tình của trẻ con? Nãy giờ thấy nói chuyện là thấy có vẻ vẫn còn con nít lắm nè, đúng không? Vâng, chính xác ạ. Em thì bằng tuổi với vợ nhưng mà cái suy nghĩ với cái thứ nó khác. Và em cảm nhận như là mình lấy phải một cái cô mà giống như là em bé. Nhiều khi giống như là một cô khoảng tầm 16, 18 tuổi thôi. Và ngây thơ không biết sự đời vậy đó. Nhưng mà suốt ngày là cứ... tức là mơ mộng người này kia rồi cũng điệu điệu rồi là nói chung là làm những cái việc mà em không nghĩ rằng đấy là người 32 tuổi. Bây giờ vẫn thích là sinh sống áo hay chụp ảnh rồi này kia cái thứ cái mà em nghĩ đều cấm là đừng có chụp ảnh anh, nhưng mà suốt này chụp lén này kia thứ và cái đấy thực sự em không có thích.
Có quay video clip em không? À, nhiều cái quay cười mình là gửi cho mẹ vợ. Không có đăng Facebook không? Đăng Facebook thì quay video thì em đăng. Em mới hỏi ảnh là cái này em đăng được không, thì ảnh cho thì em mới đăng. Còn không thì thôi em gửi cho mẹ má. Ừ, vậy em mong muốn vợ của em thay đổi những gì Dương? À, cái tính cho con thì em không biết là có nên thay đổi hay không, nhưng em nghĩ thế là được rồi. Và vợ em thực sự em chỉ yêu cầu là vợ em chỉ đọc sách thôi, tại vì thực sự em rất là thích sách vậy thôi, chứ không có cái gì hết, không có gì phải thay đổi nữa. Và từ khi lấy vợ về đến giờ em thấy thực sự là an vui, an nhiên, sống một cuộc sống hay quá, bình lặng lắm. Không, Dương thấy được điều đó, tức có nghĩa là Dương đang hạnh phúc đó. Dương đang tận hưởng cái hạnh phúc của mình đang có. Đúng rồi, và đây là một nửa của em thật sự đó. Chị thấy bây giờ hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là gì biết không, là bắt đầu cọ sát với nhau để mà hòa nhập á. Bắt đầu tìm hiểu về nhau, về tất cả mọi thứ. Thì chắc chắn là không thể nào mà một ngày một lúc mà có thể làm được cái điều đó liền. Thì thành ra là nương nhau để mà xem là giống như nãy em nói đó, có những cái là mình thấy là con nít đó này kia nọ, nhưng mình thấy cái đó được vô tư. Tại vì thực ra người mà có cái tâm hồn như vậy đỡ lắm em ơi. Chị nói thiệt, tự nhiên mình bị chín chắn, mình bị già quá, mình mệt lắm. Thành ra là cô này cổ dạy con nít mà, cho nên là cổ dạy đi cho nó tốt. Đó, rồi ngược lại á, thì ảnh có những cái mà ảnh mong muốn ở em á, là cần phải chững chạc này kia nọ. Thì em cứ yên tâm, khi mà em có bạn này có em bé gái, tụi em có con gái là tự động cái sự thích nghi liền. Cho nên giờ hiện giờ là hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có, tìm cách hòa nhập vào để mà tạo được một cái gia đình, để chuẩn bị chờ đón cái đứa con của mình. Đó, thì cố gắng đi. Bây giờ có muốn có con không? Dạ, muốn đang thả không? 2 tuần à. À, đang mới có 2 tuần à hả? Dạ. Em chúc luôn đi em. Cho Dương luôn. Trước khi anh chúc đó, thì anh cũng mong là em phải làm sao hạn chế tối đa cái việc mà để vợ xuống hồ bơi ngồi ngắm trăng ngắm sao dễ gì nhất. Thật ra nhiều khi thức khuya mà vợ nhiều khi á, không phải là cái chuyện mà lo cho chồng thức khuya không, mà nhiều khi lẫy á. Đó, đừng có thức khuya, nó vô ngủ với em đi anh. Thấy không? Phải hoạt động liên tục lên thì em bé nó sẽ xuất hiện. Và với cái việc mà hai em lúc nào cũng mong muốn có em bé như vậy thì anh nghĩ sẽ tới thôi. Và anh cũng chúc cho hai vợ chồng Dương nghe và Huệ trong năm nay sẽ có tin vui. Qua năm sau trai hay gái gì cũng được đến với gia đình của em nghe. Một em bé khỏe mạnh chào đời trong sự hân hoan của hai gia đình nội ngoại. Em cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn. Rồi, chúc em.